Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Có lẽ chưa khi nào, câu chuyện làm từ thiện sao cho đúng lại là chủ đề được thảo luận sôi nổi như hiện nay. Trong đó, nữ ca sĩ Phương Thanh cũng là một trong những nghệ sĩ tham gia công tác thiện nguyện cho miền Trung. Hiện tại, cô cho biết cô đang đi từ thiện ở một làng bị cô lập vùng miền núi. Tuy nhiên, đã có một sự việc khá buồn khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cụ thể, vào hôm qua, ngày 29 tháng 10, giọng ca Tình Thôi Xót Xa chia sẻ trên Facebook. Bài đăng có những đoạn. Có đoạn phát từ thiện xong, người dân quay lại hỏi chính quyền địa phương và ban tổ chức đoàn rằng sao đoàn này không cho tiền, sao đoàn kia cho ít vậy? Nữ nghệ sĩ rất buồn khi phải nghe những lời như vậy khi tham gia thiện nguyện ở miền Trung. Sáng nay, Chanh đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ, cũng canh me đồn. Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kia 10 triệu, toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy. Tiền đi trước có lợi, nhưng về hậu sẽ gây nhiễu loạn. Vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ, tấm lòng của biết bao nhiêu người. Cô viết. Mới đây, một người dùng mạng xã hội là người dân Quảng Ngãi đã bức xúc đáp trả Phương Thanh trên trang cá nhân rằng đề nghị ca sĩ Phương Thanh đính chính lại bài viết xin lỗi toàn thể người dân Quảng Ngãi. Quê tôi vừa trải qua một trận bão lịch sử, càn quét hết nhà cửa tài sản, nhà bay nóc, sập tường. Là một người con sinh ra và lớn lên đất mẹ Quảng Ngãi, tôi không thể kìm nổi được nước mắt. Tại sao chị đã có lòng đi từ thiện mà lại dùng lời lẽ đanh thép đai nghiến như vậy? Để tốn những người dân đã phải chịu bao khốn khổ như vậy. Nơi chị đi cứu trợ là xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tại sao chị lại ghi là Quảng Ngãi để cho cộng đồng mạng xúc phạm quê tôi? Dù là Quảng Nam, Quảng Ngãi hay bất cứ tỉnh nào, thì ở đâu cũng có người này người kia. Người dân họ thật thà chất phác, nghe thấy sao thì nói vậy, chỉ nói lòng nào chấp từng câu. Họ quá khổ rồi. Quê tôi nghèo thật nhưng không tham như chị nói. Người buôn ve chai nhặt được 100 triệu, còn đi trả lại cho người mất nè, chạnh lòng. Bên dưới bài đăng của cô, nhiều người để lại ý kiến đồng tình. Từ thiện là tốt nhưng tiếc thay, tấm lòng đấy người dân Quảng Ngãi chưa hề nhận được nhưng lại đã mang tiếng xấu. Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam, không phải Quảng Ngãi, đừng gieo tiếng ác như thế. Đại dịch Covid cả nước hướng về Đà Nẵng, lũ lụt vừa rồi hướng về Quảng Trị, Quảng Bình. Đợt bão này hỗ trợ Quảng Ngãi và Nam Trà My của Quảng Nam, không giúp được thì thôi, viết mấy lời đó làm gì không hiểu nổi. Từ thiện mà tâm không thiện. Người dân địa phương chia sẻ, việc sai địa danh ảnh hưởng cả một vùng quê. Hiện Quảng Ngãi sau 2 ngày mưa bão, điện vẫn không có, cây cối ngã rập vẫn chưa dọn xong. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.